Lại nữa, thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói mà an trú, trải qua một ngày đêm duyên khắp công đức thiện căn của ba đời chư Phật và các đệ tử, hòa hợp cân lượng hiện tiền tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì công đức đạt được của các Bồ Tát này hơn công đức đạt được của các Bồ Tát lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trải qua số kiếp như các sông Hằng duyên khắp thiện căn công đức của ba đời chư Phật và các đệ tử, hòa hợp cân lượng hiện tiền tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vô lượng vô biên. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, Như Lai thường thuyết chư hành đều là do phân biệt tạo ra, đều chẳng phải có thật. Thì vì nhân duyên gì các Bồ Tát này đạt được công đức vô lượng vô biên? Phật bảo thiện hiện, các Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng thường quan sát việc thiện đã làm là không, không có sở hữu, hư vọng chẳng thật cũng như thế, chẳng có thể lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đúng như thật, chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, như vậy thì công đức đạt được ấy vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nghĩa vô lượng vô biên có gì sai khác? Phật bảo thiện hiện, nói vô lượng là ở trong đó lượng của nó dứt hẳn, nói vô biên là số đó không thể đếm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có nhân duyên nào sắc cho đến thức cũng vô lượng vô biên chăng? Phật bảo thiện hiện, cũng có nhân duyên sắc cho đến thức vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên nào sắc cho đến thức vô lượng vô biên? Phật bảo thiện hiện, vì sắc cho đến thức đều tánh không nên vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải chỉ có sắc thọ tưởng hành thức không hay tất cả pháp đều không? Phật bảo thiện hiện, ta nói tất cả các pháp không pháp nào là chẳng đều không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô lượng vô biên là khái niệm về pháp nào? Phật bảo thiện hiện, vô lượng vô biên là khái niệm về không, vô tướng, vô nguyện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô lượng vô biên có phải chỉ là không, vô tướng, vô nguyện hay là còn có nghĩa khác? Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào, ta đâu chẳng nói tất cả pháp môn không pháp môn nào chẳng đều là không. Thiện hiện thưa, Như Lai thường nói tất cả pháp môn không pháp môn nào là chẳng đều không. Phật bảo thiện hiện, không tức là vô tận, không tức là vô lượng, không tức là vô biên, không tức là nghĩa khác. Thế nên thiện hiện, tất cả pháp môn mặc dù có vô số lời nói sai khác nhưng nghĩa không khác. Thiện hiện nên biết lý không của các pháp hoàn toàn không thể nói, như Lai Phương Tiện nói là vô tận, hoặc nói vô lượng, hoặc nói vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói là vô tướng, hoặc nói là vô nguyện, hoặc nói là vô tác, hoặc nói là vô sanh, hoặc nói là vô diệt, hoặc nói là chẳng phải có, hoặc nói là tịch tịnh, hoặc nói là liền nhiễm, hoặc nói là niết bàn. Vô lượng các pháp môn như thế, nghĩa chân thật chẳng khác, đều là Như Lai Phương Tiện diễn thuyết. Khi ấy, thiện hiện bạch Phật, hy hữu thay kính bạch Thế Tôn, thật tánh của các pháp phương tiện thiện xảo đều chẳng thể nói, nhưng vì hữu tình nên phương tiện chỉ ra, như con hiểu nghĩa Phật dạy, thật tánh các pháp đều không thể nói. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Vì tánh tất cả pháp đều rốt ráo không, không ai có thể tuyên nói về rốt ráo không ấy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nghĩa bất khả thuyết, có tăng có giảm chăng? Phật bảo thiện hiện, nghĩa bất khả thuyết, không tăng không giảm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì đáng ra bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không tăng không giảm. Nếu sáu pháp Ba La Mật Đa này cũng không tăng không giảm, thì Bồ Tát vì lẽ gì dùng Ba La Mật Đa không tăng không giảm cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, luôn gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Nếu sáu pháp Ba La Mật Đa của các Bồ Tát tăng giảm, thì chẳng thể gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, nghĩa bất khả thuyết của Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không thêm bớt, nhưng các Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nghĩ sáu pháp Ba La Mật Đa này có tăng có giảm, mà nghĩ chỉ có danh tướng, nghĩa là bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các Bồ Tát này tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem sáu pháp này tác ý tương ưng, và nương vào đó phát khởi tâm và căn lành, bình đẳng ban cho các hữu tình đồng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
như quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Phật, nhiệm màu sâu xa mà phát khởi hồi hướng. Do hồi hướng này tăng thêm thế lực phương tiện thiện xảo, có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.